Lời khuyên quan trọng dành cho doanh nhân dưới 30 tuổi. Ngày hôm nay, nếu như mà anh chị đang làm kinh doanh hay là làm bất kỳ một công việc nào, thì anh chị hãy biến bản thân của mình trở thành bậc thầy và chuyên gia của ba yếu tố, đó chính là tư duy, công cụ và kỹ năng. Nếu như chúng ta làm doanh nhân nhưng mà chúng ta có cái niềm tin không có hỗ trợ sự thành công, và chúng ta có những cái niềm tin lo sợ, sợ hãi của sự thất bại, thì chúng ta chưa dễ thành công được. Nên đầu tiên anh chị hãy cài đặt bộ tư duy niềm tin gốc rễ của người thành công và giàu có, trở thành cái bộ tư duy gốc rễ của mình nhé. Cái thứ hai đó chính là công cụ. Ngày hôm nay có thể là anh chị có rất là nhiều ngành nghề để giúp mình tạo ra tiền, nhưng mà một cái công cụ để giúp cho anh chị thuộc những cái nguồn lực mới, có người mới, cơ hội mới một cách nhanh nhất, hay là đối tác, hay là khách hàng, hay là những con người nguồn lực của những phụ trợ, đó chính là chúng ta cần phải trở thành bậc thầy ứng dụng luật hấp dẫn. Lần ví dụ, nếu như anh chị kinh doanh mà anh chị tập trung vào những cái vấn đề, anh chị tập trung vào những người không tích cực và anh chị cố gắng giải quyết vấn đề, thì vấn đề này tới và giải quyết xong thì sẽ có những cái vấn đề khác tới, nó được hấp dẫn tới với mình. Nhưng nếu như khi mà anh chị thuần theo quy luật của vũ trụ, anh chị biết ứng dụng luật hấp dẫn và anh chị biết điều chỉnh suy nghĩ tâm trí của mình để cưng tập trung vào điều gì giúp cho anh chị thu hút động những nguồn lực, những đối tác, những con người động thi, sẽ giúp cho anh chị phát triển cái công việc kinh doanh của mình lên rất là nhiều. Thứ ba đó chính là kỹ năng. Ngày hôm nay chúng ta có thể là học rất là nhiều kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng sale, kỹ năng marketing, kỹ năng nói chuyện đám đông, vân vân. Nhưng một kỹ năng hầu như là quyết định quan trọng nhất cái sự thành công của chúng ta, đó chính là kỹ năng quản lý tài chính. Nhiều anh chị nói với Lan rằng không biết vì sao trước giờ chị cũng kiếm rất là nhiều tiền, nhưng mà khi nhìn lại là chị chẳng thấy tiền đâu, thậm chí là chị đang không dưỡng tiền. Vậy thì cái mấu chốt ở đây đó chính là không phải mình không kiếm được tiền, mà là mình chưa biết cách quản lý tiền. Vậy thì chúng ta cần phải trở thành chuyên gia của bậc thầy quản lý tài chính, và đây là ba yếu tố giúp cho anh chị có thể là trở thành một doanh nhân thành đạt và bền vững hơn. Lành chúc cho anh chị ngày càng thành công nhé. Lành xin chào.